trong tập phát sóng hôm nay. Hãy cùng Văn Lang TV khám phá những điều thú vị ở cơ sở 1. Những lưu ý và các tips khi sử dụng phương tiện tham gia lưu thông ở cơ sở 3. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Hãy cùng nhau khởi động từ mới. Được gặp lại các bạn ở tập 16 khởi động tuần mới. Hôm nay là thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022. Một nửa thời gian của tháng 8 đã trôi qua và một tuần mới nữa lại đến. Khởi động tuần mới tuần này hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng thú vị đó nha. Oh my, cả nhà ơi, cho em hỏi là anh Khoa của em rồi. Có ai biết lý do vì sao anh nghỉ không? Nãy giờ chị cho em thắc mắc rồi đó. Thật ra Khoa đang đi làm một nhiệm vụ hết sức là quan trọng trong tập phát sóng ngày hôm nay của chúng ta, mà chị chưa có nói liền đâu, một xíu nữa chị sẽ bật mí nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những sự kiện, thông tin nổi bật của trường chúng ta trong tuần vừa qua, qua chuyên mục Chuyển động tuần qua. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2022, cuộc thi Nét đẹp sinh viên 2022 với chủ đề Vươn tới tầm cao đã thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Trường Đại học Văn Lang đã xuất sắc với 4 thí sinh lọt top 50 bước tiếp vào bán kết của cuộc thi. Chúc mừng những nam thanh nữ tú nhà Văn Lang, chúc các bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ ở những vòng thi tiếp theo nha! Ngày 24 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, sinh viên khóa 25 ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chương trình đào tạo đặc biệt đã có chuyến thực tập kéo dài ở Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Trong chuyến đi, ngoài việc được học tập và trải nghiệm những kiến thức mới, sinh viên nhà Hồng còn có cơ hội ghé thăm các em nhỏ tại khu nhi viện Màng Lăng, Phú Yên và trao tặng 7 triệu đồng. Số tiền được quyên góp bởi thầy cô và các bạn sinh viên du lịch trong hành trình, thật là một chuyến đi đầy ý nghĩa phải không nào? Trong tuần vừa qua, Trường Đại học Văn Lang rất vui và tự hào khi sinh viên Văn Lang nhận được học bổng 100% từ chính phủ Hàn Quốc. Cô bạn tài năng ấy là Trần Huyền Trang, sinh viên khóa 24 ngành Đông Phương Học, chuyên ngành Hàn Quốc học. Huyền Trang là một trong hai sinh viên của Việt Nam xuất sắc nhận được học bổng KESV 100% từ chính phủ Hàn Quốc để học tập tại Đại học Quốc gia Kangwon. Chúc mừng Huyền Trang và chúc bạn sẽ sớm có những trải nghiệm thật tuyệt vời ở xứ sở kim chi nhé! Tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20 diễn ra tại Ubon Ratchathani, Thái Lan, đội tuyển Futsal Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương bạc tại hội thao năm nay. Trong đó gồm 4 sinh viên Văn Lang tài năng góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam cũng như các chàng trai vô cùng tài năng của gia đình Văn Lang. Tối ngày 9 tháng 8 2022, tại hội trường N2T1 đã diễn ra buổi thi tốt nghiệp của khóa 24 ngành thanh nhạc với vô vàn những cảm xúc khác nhau. Buổi trình diễn diễn ra vô cùng tốt đẹp với sự tham gia của các bạn sinh viên, giảng viên và các bậc phụ huynh. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách cuối cùng của đời sinh viên. Vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, chi bộ 8 long trọng tổ chức đại hội chi bộ với sự tham dự của đồng chí Phạm Văn Xuân, phó trưởng ban tổ chức đảng ủy khối đại học cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí tiến sĩ Võ Văn Tuấn, bí thư đảng ủy phó hiệu trưởng thường trực trường đại học Văn Lang. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022-2025. Chúc mừng đại hội chi bộ 8 thành công tốt đẹp. Với chủ đề trạm không gian, mùa hè xanh 2022 với 8 đội hình ra quân, môi trường, sơn vẽ, thanh niên xung kích, kỹ nghệ, sức khỏe, truyền thông, gia sư tiếng Anh và khảo sát nhà trọ đã hoạt động vô cùng năng suất và mang lại giá trị đội hình mình đến với cộng đồng. Vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, đêm nhạc Acoustic Dương Thời đã được diễn ra để kết nối các bạn với nhau. Những thanh âm mang màu sắc thanh xuân, tuổi trẻ. Chiến dịch mùa hè xanh sẽ được kéo dài đến cuối tháng 8 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chúc các chiến sĩ sẽ cống hiến hết sức mình và thể hiện tinh thần nhiệt huyết của sinh viên Văn Lang. Sáng ngày 12 tháng 8 2022, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên và Khoa Mỹ thuật Thiết kế Trường Đại học Văn Lang vui mừng tổ chức lễ trao tặng trang thiết bị học tập của công ty trách nhiệm hữu hạn Jensen's Industrial cho ngành thiết kế thời trang. Công ty đã tài trợ 75 máy may và 6 máy vắt sổ gia đình hiệu Rika với tổng giá trị 228 triệu đồng. Toàn bộ trang thiết bị sẽ được đưa vào sử dụng trong thời gian tới để hỗ trợ quá trình làm đồ án của các bạn sinh viên. Chúc mừng các bạn sinh viên ngành thiết kế thời trang, khoa mỹ thuật và thiết kế.
Cũng vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên phối hợp với Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc, Đại học Văn Lang tổ chức talk show Kỹ năng giao tiếp nghệ thuật nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thuyết trình trước đám đông, tiếp cận nhiều hơn với văn hóa đọc, nghệ thuật sân khấu và phát triển khả năng ứng xử. Cũng vào ngày 13 tháng 8 năm 2022, tại hội trường Trịnh Công Sơn đã diễn ra buổi gặp mặt với ban lãnh đạo nhà trường và cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022. Sự kiện diễn ra nhằm gia tăng sự kết nối, duy trì liên lạc, mở rộng cơ hội cộng tác và tạo ra sự gắn bó mật thiết của tân cựu trong các hoạt động sắp tới. Ngày 15 tháng 8, Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Văn Lang tổ chức chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Buổi chuyên đề được diễn ra với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực. Vào ngày 13 tháng 8, vòng bán kết, chung kết và lễ tổng kết trao giải chương trình học tập theo dự án Happy World Invocations đã được diễn ra tại hội trường N2T1 với sự tham gia đến từ đông đảo các khách mời là đại diện các doanh nghiệp, quý thầy cô và các bạn sinh viên Trường Đại học Văn Lang. 20 dự án đã tỏa sáng tại đêm bán kết và 5 dự án xuất sắc nhất vào chung kết, trình bày và phản biện trước hội đồng ban giám khảo. Chúc mừng các đội thi đã xuất sắc hoàn thành dự án của mình. À mà chị Ngọc Anh ơi, em nghe nói là ở cơ sở 1 trường mình đó hả, có chỗ bán Milo dầm nổi tiếng lắm đúng không? Em xem trên TikTok thấy người đứng đợi mua đông quá trời luôn. Trời ơi, nhắc đến cơ sở 1 em mới nhớ, mà dù sắp lên năm 2 rồi đó mà em chưa có cơ hội qua cơ sở 1 nhiều. Là do tính chất ngành học của em toàn học đây không à. Thế nên là em tò mò cơ sở 1 lắm luôn á. Khác biệt với Anh á thì ngành học của chị là học chính ở cơ sở 1. Chính vì vậy đã giải đáp cho thắc mắc của Anh nè, của Lam cũng như là tất cả các bạn sinh viên về cơ sở 1. Thì ngay bây giờ xin mời các bạn cùng xem đoạn video này nha. Mình là Ngọc Trâm. Còn mình là Minh Khoa. Wow, chắc chắn là các bạn đã thắc mắc tại sao ngày hôm nay Minh Khoa lại đứng ở đây mà không đứng trong studio của Văn Lang TV đúng không nào? Tại vì ngày hôm nay Minh Khoa cùng với Ngọc Trâm có một nhiệm vụ hết sức là đặc biệt, đó chính là dẫn các bạn sinh viên Văn Lang, đặc biệt là các bạn khóa 28 đi tham quan cơ sở 1 của trường mình nè. Và tụi mình đã bắt một chiếc Grab car từ Bình Thạnh để có mặt tại số 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận Nhất. Đây cũng chính là cơ sở 1 của trường Đại học Văn Lang chúng ta đó. Như vậy thì chúng mình chờ gì nữa mà không tham quan thử xem là cơ sở 1 có điều gì đặc biệt không nha. Ok, let's go. Ngay khi bước vào khu vực sảnh thì các bạn sẽ thấy được một chiếc màn hình LED siêu to nằm ở phía bên tay trái. Thì tại đây sẽ cập nhật những chương trình, sự kiện đang diễn ra tại trường và khoa, giúp các bạn có thể nắm được tất tần tật về timeline của các hoạt động đang diễn ra. Còn ở phía bên trái của Minh Khoa đây chính là khu vực nghỉ ngơi hợp nhất với cầu thang. Đây là nơi các bạn sinh viên có thể ngồi lại nghỉ ngơi nè, thư giãn sau mỗi giờ học. Bên cạnh đó, đây cũng được xem là không gian lý tưởng mà các bạn sinh viên hội họp nhóm để chúng ta hoàn thành các bài tập của các môn học. Đây là khu vực bán phong phục phẩm nằm kế bên khu vực nghỉ ngơi của các bạn sinh viên. Thì tại đây sẽ bán các loại bút, thước, tập, vở phục vụ cho quá trình học tập của các bạn. Ngoài ra thì đây còn có rất là nhiều đa dạng loại quà bánh để các bạn có thể vừa nhâm nhi vừa trò chuyện tán gẫu với bạn bè. Quá trời là tiện lợi luôn. Di chuyển vào bên trong, chúng mình sẽ bắt gặp khu căng tin của trường. Thực đơn tại đây sẽ được thay đổi đa dạng theo mỗi ngày, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các bạn sinh viên nhà ta. Công nhận ở menu đây quá trời món. Nhà phở, hủ tiếu, bún bò quá trời quá đất luôn. Tấm, mì xào. Hay Khoa ăn gì để cho mình order cho. Hả? Đi đâu vậy? Thì đi order món. Order chi trời? Thấy gì không? Gì vậy? Đây, để giới thiệu cho Trâm. Quét mã QR, nhận ngay menu cơ sở 1 quá đỉnh. Xuyên quá đỉnh quá luôn. Đó. Đâu có thấy đâu. Nè, quá trời quá đất này thấy không? Quá trời món luôn. Đó, Trâm chọn đi. Chọn hamburger đi. Hamburger nha, phải có một hamburger luôn, hai cái hamburger gà trứng nha. Rồi đặt món bắp đó, vậy là ngồi chờ là hồi nữa có đồ ăn liền, quá xịn. Ok, bây giờ mình ăn uống no say rồi, Khoa sẽ dẫn Trâm đến một cái địa điểm rất là đặc biệt. Ở đâu vậy ta? Thôi đi đi rồi biết. Ta da, mình đã tới thư viện rồi. Wow, đây là quán nơi vô cùng lý tưởng dành riêng cho sinh viên. Có thể là vô trong là học bài nè, hay là ngồi làm bài tập, rất mát, rất tiện luôn á. Thư viện với không gian thoáng đãng, yên tĩnh và có vô vàn tài liệu, đa dạng kiến thức, giúp ích cho chúng ta trong việc nghiên cứu về các môn học cũng như là bổ trợ thông tin cho ngành nghề.
Nơi đây cũng được xem là một trong những nơi mà sinh viên tâm đắc lựa chọn để thư giãn nhằm chuẩn bị cho các ca học tiếp theo. Đến với lồng 2, chúng mình sẽ bắt gặp khu kiến trúc văn hóa độc nhất chỉ có ở cơ sở 1 thôi. Vào mỗi dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, thì trường Đại học Văn Lang sẽ chuẩn bị các nghi lễ truyền thống để tưởng nhớ công lao dựng nước của các hùng vương. Và đồng thời từ khu vực này nhìn lên, các bạn sinh viên có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh giếng trời rộng lớn, rất là mát mẻ luôn. Các bạn sinh viên ơi, đây sẽ là một khu vực cực kỳ quan trọng đối với các bạn đó. Khi các bạn gặp những khó khăn, có những vấn đề cần hỗ trợ thì các bạn có thể liên hệ với Phùng Húc để được các thầy cô hướng dẫn tư vấn cũng như là giải đáp những thắc mắc của các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vào tham quan một vòng nha. Xin mời. Phòng húp nằm ngay trung tâm lầu 2 với lối kiến trúc hiện đại và linh hoạt, bao gồm các phòng ban khác nhau với nhiều dịch vụ như là trung tâm hỗ trợ sinh viên này, phòng đào tạo và một số phòng ban khác. Nhờ đó mà các bạn sinh viên có thể được giải đáp những vấn đề khó khăn một cách dễ dàng. Các bạn thân mến, cơ sở 1 là nơi học tập của các bạn sinh viên thuộc 4 khoa, đầu tiên là khoa kiến trúc. Còn đây là khoa xây dựng. Tiếp theo là khoa luật. Và cuối cùng là khoa ngoại ngữ. Đặc biệt, phòng học dành cho các bạn sinh viên đều được trang bị đầy đủ các thiết bị hoàn toàn mới như là bàn ghế, máy chiếu hay là hệ thống máy lạnh nhằm hỗ trợ sinh viên trong học tập cũng như các hoạt động học thuật, kỹ năng thực hành cần thiết. Ở cơ sở 1 thì các hàng quán ăn vặt cũng không kém cạnh những cơ sở khác đâu nha. Như là ly mi lô dầm siêu thơm ngon trên Tây Trâm nè. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã kết thúc một ngày khám phá tất tần tật về cơ sở 1 rồi. Và các bạn K28 ơi, nếu như mà các bạn đã hoàn thành xong thủ tục nhập học thì chúng ta hãy lập tức đến đây để check in đi nha. Đảm bảo là cơ sở 1 sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Và Văn Lang không chỉ đầu tư vào cơ sở vật chất mà bên cạnh đó chất lượng đào tạo cũng không hề kém cạnh luôn. Quá là xịn sò đúng không nè? Chính xác, nhưng mà tiếc quá thời lượng của clip này đến đây đã kết thúc rồi. Cho nên là hẹn gặp lại các bạn vào những tiểu mục tiếp theo nha. Bye bye. Bất ngờ chưa nè, bây giờ đã hiểu lý do tại sao anh Khoa vắng mặt trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay chưa? Khoa đảm nhận một nhiệm vụ rất là quan trọng là giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn về cơ sở 1. Không biết xem xong video thì các bạn cảm thấy như thế nào? Lam và anh cảm thấy sao ha? Em thấy là quá ư là xịn sò luôn mà chả kém gì hai cơ sở còn lại. Phải nói là về cơ sở vật chất này, thang máy trong suốt hay là về các khu dịch vụ như kiểu căng tin này, siêu thị mini. Trời ơi, quá đỉnh quá đỉnh. Ừ, còn đối với em, họ thu hút em nhất chắc có lẽ là trống đồng á chị. Một điểm đặc trưng vô cùng độc đáo của Văn Lang luôn, quá trời ấn tượng. Và em họ cũng đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình. Em sẽ đến cơ sở 1 ha, vào một ngày không xa nè, để thưởng thức cái đặc sản của trường. Gửi ngàn lời cảm ơn đến anh Khoa nha. À mà hình như là cơ sở 3 của mình đang xây dựng đúng không? Chị toàn học ở cơ sở 1 không mà, nên là khi qua cơ sở 3 cái chị bị bối rối luôn á, không biết phải di chuyển như thế nào cho đúng nữa. Ừ, không có riêng gì chị đâu. Em là ngày nào cũng đi học ở cơ sở 3 luôn mà đôi khi còn hoang mang luôn á nha. Hiểu được nỗi lòng của chị Ngọc Anh này, của Lam và tất cả các bạn sinh viên thì Văn Lang TV đã làm một video hướng dẫn về cách lưu thông trong khu vực cơ sở 3 và những tips để các bạn có thể trở thành sinh viên gương mẫu khi mà tham gia lưu thông trong trường đó nha. Và ngay bây giờ xin mời các bạn theo dõi video sau đây. Lights, camera, action. I see you looking at my feet. I see. I know. Thank you.
Wow, chi tiết thiệt luôn đó. Ngọc Anh nghĩ là không chỉ có Ngọc Anh không đâu, mà tất cả các bạn sinh viên sau khi xem xong video vừa rồi cũng đã nắm được những cái quy định khi mà di chuyển trong trường chúng ta rồi đó. Đặc biệt là chắc chắn các bạn sinh viên đã bỏ túi cho mình những tips để trở thành một sinh viên gương mẫu trong việc di chuyển, lưu thông trong trường rồi phải không nào? Xin cảm ơn bạn biên tập viên đã mang đến cho cộng đồng sinh viên Văn Lang những thông tin hết sức đáng giá nha. Và tiểu mục vừa rồi cũng đã khép lại tập 16 của Khởi động tuần mới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những tin tức, sự kiện nổi bật của trường chúng ta trong tuần này nha. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022 dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Văn Lang kéo dài từ mùng 1 tháng 9 đến hết mùng 4 tháng 9 năm 2022. Chúc đại gia đình Văn Lang sẽ có một kỳ nghỉ ấm áp và hạnh phúc. Lưu ý là hãy luôn tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế để giữ an toàn cho bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé. Đến đây thì tập 16 Khởi động tuần mới xin chính thức được khép lại. Các bạn nhớ nốt lại những thông tin quan trọng và đừng bỏ lỡ bất kỳ sự kiện thú vị nào trong tuần này nha. Chúc các bạn tuần mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều niềm vui. Hãy đăng ký kênh YouTube chính thức của Văn Lang TV để đón xem những sự kiện vô cùng thú vị nha. Đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào lúc 8 giờ tối thứ hai hàng tuần trên Văn Lang TV nhé. Bây giờ thì xin chào.